Hello, xin chào tất cả các anh. Hôm nay shop lồng chim chạm sẽ giới thiệu đến với các anh một sản phẩm, một mẫu cống chòe đế bằng có thể nuôi được chòe, có thể dùng cho được cả chòe và chào mào. Đây là một mẫu cống vẽ tay và được vẽ với rất nhiều mẫu mã rất đẹp, tinh tế và lớp men tráng rất là bóng. Đây, các anh có thể nhìn thấy rất là rõ. Mẫu hoa vẽ tay rất là đẹp và tinh tế từ những đôi bàn tay của nghệ nhân của bên em. Đây, anh có thể nhìn thấy cái lớp men rất là bóng, rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều mẫu mã đa dạng để các anh có thể lựa chọn. Và tất cả các mẫu cống trong video ngày hôm nay thì đều có giá là 260.000, đồng giá 260.000 các anh nhé. Rất là đẹp được không ạ? Và tất cả các mẫu cống ở đây đều có giá là 260.000 đồng các anh nhé. Và bên em có bán sỉ lẻ toàn quốc và xuất khẩu sang cả nước ngoài nữa cũng rất là nhiều. Và đây là những cái mẫu mới nhất, hot nhất của bên em trong cái thời gian vừa qua. Mẫu mã rất là đẹp mà giá lại rất là rẻ nữa. Đây, hoa rất là đẹp, men tráng rất là trong. Đây là những mẫu được các anh rất là ưa thích trong suốt thời gian vừa qua và rất là hot. Và gần đây thì em mới về thêm, chỉ được có mấy nghìn bộ thôi, không đủ để bán sỉ luôn. Nào đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0969766833 hoặc để lại comment ở phần bên dưới video này nhé. Các anh ơi, tất cả những mẫu cống ở đây đều có giá là 260.000 đồng, đồng giá 260.000 đồng các anh nhé. Là mẫu cống chòe hoặc chào mào đều được vẽ tay cực nét và đẹp luôn. Bao giá toàn thị trường luôn ạ, bao giá sỉ lẻ luôn nhé. Họa tiết rất là đa dạng, rất là nhiều mẫu mã để cho các anh lựa chọn. Màu xanh rất là tươi mát. Chất men rất là xịn và bóng. Hàng đẹp mà giá rẻ các anh ạ. Đây, rất là đẹp luôn. Nào mà lấy sỉ thì gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0969766833. Và nếu như các anh nào có điều gì muốn hỏi hay là thắc mắc thì có thể để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và các anh có thể vào Facebook của em qua đường link ở bên dưới để xem nhiều mẫu mã hơn, nhiều mẫu lồng và nhiều phụ kiện hơn nhé. Nếu như mà ai nhận hàng vỡ hoặc là xấu không giống như trong ảnh hay trên video thì em sẽ nhận lại hoàn toàn hàng và sau đó hoàn tiền 100% cho mọi người nhé. Hỗ trợ ship toàn quốc, ship code và ship quốc tế luôn ạ. Cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh đã bớt chút thời gian xem hết cái video này. Và hẹn gặp lại các anh trong các video tiếp theo của shop lồng chim chạm. Các anh nhớ đừng quên đăng ký và theo dõi kênh của em để xem nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.